Ha, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming và link và một của mình là La Chồn. Ok, và phần này chính. Hôm nay mình sẽ làm một clip kỷ niệm 5k subscriber channel của mình. Ok. Thì vấn đề gì? Video của mình. Thì mình sẽ làm clip kỷ niệm 5k subscriber. Ok, thì mình sẽ làm và tham quan lại cái clip đẹp Lay Server 2. Thì đây Lay Server 1 nóc bám của một cái thằng ok, mình sẽ vào tham quan lại clip đẹp Lay Server 2 nhá. Nhiều bạn cứ bảo là clip gì đâu ấy. Thì bây giờ mình cho em mình chơi rồi. Đấy, chẳng có gì đâu, ngoài được cái là các bạn cũng hơi đỡ cao, chẳng biết gì đâu, không sửa qua hạng cùi. Ok, mình sẽ đổi lại server 2. Mật khẩu là đừng mở thấp biết mật khẩu là gì. Tiếp tục cái video này và sau một hồi mình có upline, mình còn dừng quay video lại để trả nó nhắn tin lại lấy cái mật khẩu, thì cuối cùng nó cũng trả lời lại. Vâng, nó bảo là đổi mật khẩu lại và đã bị người lại bị mất mật khẩu một lần nữa. Và biết nó sẽ vào lại link. Và quên chưa nói chuyện thường. Oh, what the fuck, đổi lại dữ liệu rồi nha. Bạn chờ mình tí nha. Này phải tải lại dữ liệu, thì là hư cấu. Hư cấu. Thì nó bạn là bị mất từ đấy, lại mất thêm được cái quần áo từ đấy. Để đi đi. Xem tin nhắn ạ. Chả có cái gì đâu. Bá đạo quá. Nhiệm vụ thì theo Oxin. Top 1828 ui, thằng là cộng HP ngu quá đá mà. Mình hèn là mình không cộng được cái phòng này đâu nhá. Từ lúc đó phiên bản mới nâng cấp HP hay là sẽ đánh cốc này thì mình không có cộng. Có người chơi nick mình. Nên mình phải qua mấy tay người rồi. Bây gì mà ngu vãi mà chịu thua các bố chưa đi chơi các bố phá để mà còn dư sẽ biết làm gì. Mấy cái này mình đầu tiên là làm bằng nâng cấp làm gì, nên xuống như là các bố ấy, các bố chơi các bố cày các bố nâng cấp bằng tiềm năng thôi. Không thấy rồi thế nào đây rồi, đúng rồi, vấn đề chính là con này tới huyền thoại đó thắng trước. Lúc lọt vào một phần là 3 triệu 500 để em phần được trở lại cho mọi người. Giờ mình mất 1 tay, bị 1 tay, 1 tay. Giờ tay lên rồi. Theo đi theo đi theo. Rồi đây, mình đi đây, mình em đi 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 đi. Đêm khi mình chia tay, anh và em chẳng còn thấy nhau. Hai người hai thế giới, hai cuộc sống hai đường đi. Em thì yêu người với, anh thì tới với người sau. Vâng, mấy chúng ta có gì đây? Đi qua nhau như chưa bao giờ quên. Chẳng gây gì nữa, thực sự là rất thoáng. Bên tay đến sắp của chúng ta. Thì video vậy đến thôi, đến đây thôi. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu thấy video hay, hãy để lại một like và một subscribe vào kênh. Và nhớ đừng quên like và chia sẻ để được like thật nhiều nhá. Vì những cái like của các bạn là mình giúp động lực, giúp mình có động lực làm video nhiều hơn. Và đừng quên link kết bạn Facebook của mình ở đây và link là những câu hỏi các bạn hỏi mình trả lời. Có thể là mình có thể quay video trả lời những câu hỏi các bạn hỏi. Ok. Gì nữa nhỉ? Chắc vậy thôi. Bye bye các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn xem video này và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.